các bạn, hôm nay Khương làm cái clip này để nói một cái vấn đề mà rất là nhiều người dùng Hypermill nói riêng hay những phần mềm Canvas nói chung đều rất là quan tâm, đó là cái việc kiểm soát cái điểm xuống dao khi lập trình nhảy công thô. Thì ở đây để chuẩn bị sẵn thì mình làm một chuyện nhảy công thô trước rồi nha. Thế này, mình có cái folder ban đầu như vậy này các bạn, chỗ này nha, to như vậy, và mình gia công trước một phần như thế này để mình còn lại kết quả là như vậy. Và bây giờ mình gia công cái phần hốc bên trong này các bạn, gia công hốc bên trong này, và mình tạo sẵn một cái điểm xuống dao như vậy nha, một cái điểm này. Thì trong Hypermill để các bạn cho nó đâm dao 90 độ, đâm thẳng xuống luôn á, thì cái điều kiện là thứ nhất là các bạn phải có một cái chương trình khoan cho nó biết cái lỗ. Nhưng các bạn lưu ý cái điểm này nè, là khi mình drill này á, thì ở setup này thì nó lại không có chức năng tạo cái phôi cho cái bước gia công khoan. Mà nếu các bạn không tạo cái phôi như vậy á, thì nó sẽ không biết rằng cái chỗ đó đã có cái lỗ rồi, thì nó sẽ vẫn là ngoáy helical xuống thôi. Cho nên để cho nó biết rằng cái chỗ đó có cái lỗ rồi và nó nhân dao thẳng xuống luôn á, các bạn phải tạo cái phôi sau khi mình gia công khoan. Cách làm thì đơn giản, các bạn biết chỗ này ha, cái phần khoan này các bạn nút phải chuột, các bạn chọn là stock và chọn là generate. Nó sẽ hỏi mình là cái stock này mình dựa trên ai, thì nói là mình dựa trên cái kết quả mình có được sau khi gia công thô bước trước đó và mình đồng ý. Các bạn lưu ý luôn là với những cái phôi mà nó tự động tạo á, thì nó sẽ có màu xanh lá cây, còn cái phôi do mình tạo chủ động sau này mình tạo ra đó thì nó sẽ là màu vàng, và cái kết quả như vậy ha, nó có cái lỗ như thế này. Và bây giờ mình sẽ điều khiển con dao mình đang công thô cái vùng cái bucket bên trong bằng cách là nó xuống ngay cái lỗ đó. Các bạn vào cái new arbitrary stock roughing, các bạn chọn một con dao đường kính nhỏ thôi, cách chạy như cũ hết ha. Parameter thì mình có thể làm để từ cái điểm cao nhất là từ đây, các bạn cho đi xuống âm tít như vậy cũng được. Ở đây cho dễ nhìn nè, tôi để cái bực dao nó lớn lớn một tí để là 5 ly ha. Đừng gì giả sử mình chừa là 0.2 đi. Rồi để là clean distance cho nó ngắn ngắn một tí nè. Boundary tức như là mình để là tu thôi, nghĩa là hoàn toàn bên trong cái bucket đó. Và cái boundary mình chọn, các bạn nhấn chữ C cho nó tangent thì mình biết một cái là chọn được cả đường curve luôn. Mình đồng ý. Rồi, quan trọng các bạn ha, cái plunge point nè, các bạn pick đây một cái và các bạn chọn cái point này. Ok. Setup tất nhiên mình sẽ chọn cái phôi có được từ cái bước là khoan và mình cũng tạo kết quả. Rồi mình đồng ý, mình sẽ máy tính nha. Đây thì mình nhấn antenna số 2 nè, sau đó mình có thể là mình để cái chế độ là nhìn trong suốt cho dễ nhìn, và tôi tắt bớt cái tôi chọn pick cái dây khỏi chớp chớp mất công ha. Các bạn thấy nhìn đây, từ trên đâm xuống các bạn thấy nè, lát đầu tiên, lát thứ hai, lát thứ ba nó đều là đâm từ trên thẳng xuống dưới, nhưng tới cái lát thứ tư thì nó lại gì, nó lại dùng chức năng là helical. Mặc dù rằng các bạn vẫn là vị trí đó nha, nhưng nó helical. Tại vì sao? Là các bạn thấy là khi mình khoan á, tôi cố tình là tôi chỉ khoan tới đây thôi, tôi không khoan quá sâu, thì phía dưới các bạn nó biết rằng là không có phôi, thì nếu đâm trực tiếp nó sẽ bị gãy dao, cho nên nó sẽ chuyển chế độ là helical. Ta sẽ biết là helical thì mình đã chọn rồi ha. Ở cái thẻ macro nè, mình chọn là helical với cái angle mình là 2 độ và cái bán kính mình đang tới là 3.2. Đấy. Rồi, phía bên tay trái này các bạn thấy nha, ở ngay vị trí này nè, thì rõ ràng là mình không dự định cái điểm nào cả. Và cái thứ hai nữa là nếu như mình đâm xuống đây nè, thì chảo đang không biết nghĩa gì hết, cho nên gì nó sẽ qua vị trí này, nó cảm thấy phù hợp và nó sẽ helical xuống. Đấy, thì các bạn nhớ rằng là trong cái chương trình arbitrary stock roughing này với tiêu chuẩn là optimize in, các bạn có thể chỉ định được cái điểm xuống dao cho nó, với điều kiện là các bạn phải gia công cái lỗ trước bằng là chức năng là drill, và sau khi gia công drill xong các bạn cũng phải cập nhật cái lượng dư cho nó, nếu không thì cùng cái vị trí điểm đó nhưng nó sẽ chạy là helical chứ nó không có plunge trực tiếp xuống. Cũng có tình huống ha, là các bạn chỉ định điểm xuống dao nhưng là không chạy điểm đúng điểm đó, là vì sao? Ví dụ như tình huống này là các bạn để cái point này nè, nhìn từ trên xuống nha, các bạn để cái point này nè, nó quá gần như cái mép, tức là khi mà nó đâm xuống á, thì nó không còn chỗ cho nó chạy nữa, thì nó không báo, nó báo là không có chạy được ha. Cho nên các bạn tạo cái điểm thì cũng phải cái điểm nó rất là hợp lý, tức là nó phải đủ, ít nhất là thông thường nó khuyến cáo á, là phải cỡ là gần 2 lần đường kính dao, thì khi xuống á, con dao nó mới có thể là chạy qua trái qua phải hoặc là chạy một cái ôm cái cung vừa đủ cho nó chạy được. Cho nên nhiều bạn là khi mình tạo á, mà mình thấy điểm nó bất hợp lý á, thì nó không chạy cho mình được nha các bạn. Thì tương tự như vậy, tôi làm thêm một cái ví dụ nữa là tôi sẽ gia công hai cái pocket nhỏ nhỏ đây nè. Thì tôi cũng là copy nha, tôi paste nó xuống. Ở đây thì mình dùng con Enmil nhỏ nhỏ thôi, dùng con phi 5 thôi, cách chạy như vậy hết nè. Và tôi chạy ví dụ như là từ cái điểm là từ đây đi âm xuống tới
Thật sự tới đây thì các bạn, tôi phần cái phần phía trên này thôi nha, như thế thôi. Rồi tôi cũng cho ăn xuống, ví dụ như là tôi cho là 3 ly rồi nhá. Rồi tôi cho luôn như là bằng không cũng được. À, bỏ tôi đi, tất nhiên là mình sẽ chọn cái đường bao của mình, đó chính là cái đường bao này và cái đường bao này. Điểm xuống dao bây giờ rõ ràng mình có hai vùng đúng không, nhưng giả sử như tôi chỉ chọn một cái điểm xuống dao, một cái plunge point của anh này thôi, và các bạn xem sự khác nhau của nó nha. Tôi plunge point anh này, còn cái macro thì để là helical bình thường. Setup thì tất nhiên tôi để lượng dư có được từ cái bước trước đó và tôi chạy thôi. Rồi các bạn có thể xem thử nha, mình để transparent cho dễ nhìn nè, Asanet 2. Với cái anh mà các bạn chỉ định điểm xuống dao á, là luôn luôn nó xuống ngay cái vị trí này, ngay vị trí giữa này. Còn với cái anh mà các bạn không chỉ định á, thì nó sẽ xuống lệch văn phía đi, một bên đi, các bạn thấy nè, lệch bên đây đi. Còn nếu mà chỉ định thì nó sẽ rớt xuống đây. Tất nhiên là nó rớt xuống nhưng nó vẫn chạy helical. Lý do là tại vì mình chưa hề khoan một cái lỗ cho nó. Nếu như các bạn khoan một cái lỗ, và thông thường tôi quên nói, thông thường cái lỗ này á, là các bạn nên ít nhất là khoảng từ 1.2 là đường kính con dao ha. Thì các bạn khi các bạn khoan xong như vậy rồi á, thì nó chạy cho mình. Còn nếu như các bạn không khoan lỗ thì nó xuống, vẫn xuống cái điểm đó nhưng mà nó sẽ chạy kiểu là helical. Thì đó là tôi vừa trình bày qua cho các bạn nghe về cái việc là mình chỉ định điểm xuống dao trong hai bờ mưu cây dây cong thô. Cảm ơn các bạn.